anh em cùng nhau cố gắng để hoàn thành để trở về với gia đình. Anh có thể nói điều gì đó với người thân cũng như là bạn bè anh ở Gia Lai đang theo dõi được không ạ? Vợ và con ở nhà đợi bố về. Gia đình nào cũng muộn về đến nhà rồi là dẫn con đi dịp hè du lịch này khác, nhưng mà thôi thì cũng đành hựa dịp sau thôi. Thì những cái vấn đề này thì nó chúng thì hầu như là hựa cả thôi. Hựa về vợ về con này giai đoạn sau thì mình lại bù đắp thôi, chứ giờ cũng khó mà nói hết được. Chú là người đã đưa chúng tôi đến các công trường thi công trên dãy Hoành Sơn, và chính anh cũng là người đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về những khó khăn, vất vả, những gian lao, về tình nghĩa của anh em Mạch Ba trong những ngày tháng này. Thì khi mà nhận được nhiệm vụ ra đây phụ trách thì tôi là được phụ trách đoàn dạy cả cái vị trí mỏng ở dãy Hoành Sơn này. Bắt đầu là gặp rất là khó khăn, nhất là cho là cái địa hình là đồi núi rừng, cho nên là đơn vị thi công họ sẽ vào để khảo sát để tìm ra được cái con đường thi công dễ nhất có thể để họ mở đường vào để tiếp cận móng. Nhiều lúc là có nhiều vị trí là họ vào mà bị lạc thì phải ngày hôm sau họ mới tìm ra được đường, thì đó là ban đầu là mà tìm đường để mở đường. C54 là chịu trách nhiệm thi công về đường dây là từ gói 9 đến gói 12 nằm hoàn toàn ở trên dãy Hoành Sơn, mà trung bình cái độ cao là trên từ 600 đến 700 mét so với mực nước biển. Gọi là đường đã là đường dây thì có núi có đồi, có sông có suối, có đồng bằng, có vùng núi và có cả đầm lầy. Nhưng riêng đặc biệt cái khu vực Quảng Trạch Quỳnh Lưu thì đi qua rất nhiều núi. Khi mà mình đã lên núi thì cái đường nó cực dốc, thì nó khó khăn cái gì? Khó khăn cho công tác vận chuyển, khó khăn cho công tác cái lực lượng thi công ở trên núi. Với cái mức độ của tại cái khu vực của Quảng Trạch cũng như là Kỳ Anh thì chúng ta lại chịu đúng vào cái mùa này là cái mùa gió lạnh. Khí mà nó tới là nó mạnh lắm, nó như nó thương gió cấp 7, cấp 8. Cho nên là những cái khí mà gió đến là không thể thế nào thi công được. Tất cả từ kể cả công nhân trên cái đường mà trên cái dải phân xưởng này nó phải dừng hết. Mình thì nghĩ nó đơn giản là nói chung là cái đường điện này nó cũng không khác gì một cái mạch máu của mình. Nếu mà điện mà không có ấy, tất cả mọi cái dùng đến điện, ví dụ như công nghiệp các thứ nó sẽ không phát triển được. Mọi người thường nói bảo đường, trường, trạm xưa này như vậy, nhưng bây giờ nó phải có đường, điện, trường, trạm. Trên công trường Mạch Ba tại Hoành Sơn, chúng tôi đã gặp màu áo cam của những công nhân truyền tải điện đến từ khắp mọi miền đất nước. Theo lẽ thường, công việc của công nhân truyền tải là quản lý, sửa chữa và vận hành đường dây. Nhưng với tính cấp thiết và yêu cầu về tiến độ thi công của dự án, họ đã cùng với nhà thầu tham gia vào công tác dựng cột kéo dây. Khi mà triển khai đồng loạt tất cả 519 km trên toàn tuyến thì không đủ lực lượng và phương tiện để thi công. Chúng tôi cũng đã được sự kêu gọi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thì cái màu áo lính truyền tải chúng tôi đã đỏ trên toàn tuyến của cái dự án này để mà thi công. Chúng tôi thi công theo chỉ đạo của Thủ tướng 3K4 kíp xuyên lễ xuyên Tết và ăn tranh thủ ngủ khẩn trương. Chúng tôi ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ. Công việc thì nó cũng mệt nhọc nhưng mà thấy cũng vui. Mình là người lính mà, đóng góp được cho ngành điện một chút gì đó để xây dựng cho đất nước cũng như cho ngành. Như bản thân tôi thì tôi ra là muộn nhất, gần được một tháng rồi. Còn có những anh em đi cả 3 tháng, thế này cũng chưa được về nhà. Mà chúng tôi chỉ nhắn nhủ một điều là chúng tôi luôn luôn phấn đấu, quyết tâm đưa họ cái dự án công trình ngành điện này về đích đúng thời hạn và luôn luôn đảm bảo an toàn. Cái cảm xúc đầu tiên của mình là lên cái vị trí 30 này thì cái đầu tiên mình nghĩ ở đây cảm thấy nó hùng vĩ quá, hoành tráng quá. Mình lên đây cảm thấy rất là nhỏ bé, đứng trước biển với núi này cảm thấy sức con người không có gì không thể làm được, nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình ấy. Câu chuyện và cũng như cái kỳ tích mà đời con đời cháu mình sẽ mình sẽ kể lại cho chúng ta nghe về những cái chuyện mà ngày xưa cha anh nó đã từng đi làm như thế nào trên dãy Hoành Sơn như hôm nay. Trước giờ thì có nhiều dự án nhưng mà dự án lần này thì phải đi lâu, ít có thời gian được về nhỉ. Tiến độ gấp, công nghệ mới hơn bình thường nên là chưa quen nhiều, nên là anh em cũng đang cố gắng để hoàn thiện được
tiến độ người ở nhà yên tâm, anh em ở đây vẫn luôn mạnh khỏe và công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Đối với dự án này thì đúng là một cái áp lực về tiến độ rất lớn. Nếu mà để so sánh thì những dự án 500 mạch 1, mạch 2 thì cái cột bé hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là đến 500 mạch 3 này thì thiết kế theo những cái quy phạm mới, đặc biệt là đoạn Quảng Trạch Quỳnh Lưu này là dây dẫn là dây 500, nó to hơn so với các đường dây 500 bình thường là dây 330. Do vậy là cột nó sẽ cao hơn và các cái thanh cột nó cũng dày và nó nặng hơn. Em là một người Hàm Yên, Tuyên Quang thì em vào tuyến dây 500 này em thấy rất tự hào. Càng hùng vĩ thì mình chinh phục được nó thì mới thấy là cái khó khăn vất vả. Công nhân lên trên này là hầu hết là đều sinh hoạt ở lại lán trại trên này. Việc vận chuyển từ nước sinh hoạt rồi là đồ ăn là đều phải vận chuyển từ dưới chân núi lên. Theo công việc của mọi người, mọi nghề, anh em cũng già tuổi, anh em cũng bảo vụ nấu cơm cho anh em trên tuyến này cũng rất vất vả để mà khắc phục bữa cơm cho anh em. Là cho đầy đủ là các thứ là cũng thiếu thốn, khó khăn, không phải như ở bên dưới ở nhà. Anh cũng cố hết sức để mà phục vụ cho anh em bữa cơm đảm bảo sức khỏe. Anh chuẩn bị về hưu mà được phục vụ cho tuyến đường dây 500 thế này là anh cũng rất tự hào và phấn khởi. Các bây giờ thì là anh thấy cũng là quá mệt mỏi rồi. Đấy là kiểu do đặc thù công việc, kiểu công việc nghề nặng nhọc. Thế là đến bây giờ anh cầm cự đến bây giờ là cũng là hiếm lắm rồi đấy. Chứ không phải là ít, toàn mọi người đều bỏ. Nhưng mà bây giờ là anh cố gắng cầm cự đến bây giờ để mà bây giờ mình kiểu leo cao xốc vác như mọi anh em, là mình kiểu chỉ phục vụ nấu cơm cho anh em thôi. Thời gian trôi qua vẫn còn hiền diện, che nỗi nhọc nhằn, che nỗi nhớ thương. Có những tháng ngày nắng chảy mưa tuôn, lãng trải ghi sâu bao điều kỷ niệm. Có nỗi cô đơn chỉ còn lại bạn, chung ly rượu đồng kể chuyện quê. Xin hát về anh những người thờ đường dây mạch ba, băng núi vượt sông đưa dòng điện tới bao nẻo đường. Chân anh đã vượt qua trầm lại cát chảy, vì trong tim anh một dòng điện thánh xuân đang vần hai. Mạch ba đã đóng điện thành công sau hơn 7 tháng thi công thần tốc. Các anh em ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung và các công nhân, kỹ sư, nhà thầu đã được trở về nhà sau những ngày tháng xa nhà biển biệt. Họ đã hoàn thành lời hứa với gia đình, với tổ quốc và với nhân dân.